nhóm của em á là phụ trách chủ đề làm sao để mà tận dụng cái chương trình mới, những cái chương trình của công ty cho người mới hiệu quả. Thì tụi em thống nhất lại là sẽ đầu tiên là mình sẽ phân loại cái đối tượng mà mình muốn truyền tải những cái chương trình của công ty. Tại vì sẽ có hai đối tượng chính. Một là có những người họ đi vào trong công việc là họ muốn có cái tiền liền tiền ngay, thì mình sẽ phải hướng dẫn như thế nào. Và cái người thứ hai là cái những người mà người ta muốn tôi muốn hiểu rõ rồi tôi mới làm. Thì tụi em phân ra làm hai nhóm. Thì đối với lại nhóm mà muốn có tiền liền á, thì đầu tiên tụi em cũng tập trung về cái việc làm sao để người ta hiểu cái công việc của mình. Tức là mình mô tả công việc người ta phải hiểu, người ta chịu và người ta thích, người ta vô người ta làm. Rồi bây giờ làm sao? Thì bản thân cái người hướng dẫn là mình thì mình phải nắm rõ những cái chương trình này của công ty. Mình phải nhớ, mình phải hiểu rõ nó. Xong rồi á, thì mình mới có thể chia sẻ lại cho cái bạn này. Thì mình chia sẻ cho bạn. Nhưng mà có một cái điểm mình lưu ý, đó là nếu như mà mình chỉ nói là em đi vào đây em có một đơn hàng 600.000, em sẽ được mua omega 3 hay canxi với giá như thế này hết, thì bạn sẽ mua. Mình phải chia sẻ với cái tâm thái và cái nguồn cảm hứng của mình, cái câu chuyện của mình, làm sao để bạn mình truyền tải được cái câu chuyện của mình đến với bạn. Thì bạn nói tôi cũng đang có nhu cầu như vậy, nên người ta mới có nhu cầu để mình lấy cái chương trình đó, thì coi như mình đã tận dụng được cái chương trình đó rồi. Và tương tự những cái chương trình tiếp theo của công ty thì cũng mình cũng phải làm theo cái cách làm sao để mình truyền tải bằng chính câu chuyện của mình, hay là câu chuyện của đội nhóm mình, hoặc là những anh chị nào đã thành công, hay là khách hàng của mình đã từng chia sẻ được về cái sản phẩm đó, hoặc là quà. Tại sao mình phải nói được cái ý nghĩa của cái chương trình quà đó, chứ không phải đơn thuần là bạn lấy này bạn rẻ, mình hiểu thì mình cảm thấy mình rất là thích. Nhưng mà người mới họ hiểu, nhiều khi họ lại bỏ qua cái chương trình đó luôn. Thì công ty đưa ra rất nhiều chương trình để mình tận dụng cũng được. Đó là cái bước tiếp theo. Và sau đó nữa thì người ta muốn có tiền liền, thì bây giờ người ta hiểu rồi thì phải có đơn thì mới lấy quà, mới hướng dẫn được từ 600.000, 150 BB hay 225 hoặc là hơn nữa. Thì làm sao để có được cái số điểm này, thì mình sẽ hướng dẫn cho người ta những cái cách bán hàng hiệu quả. Và đối với những người mà người ta muốn có tiền liền á, thì có thể người ta vô người ta bây giờ em hiểu rồi đó, giờ chị chỉ cho em, thì phải có bài đăng, làm cái gì làm ngay, hành động ngay, chứ không có phải từ từ mai tôi học tiếp, muốn tôi học tiếp. Thì mình phải đưa, mình phải có kho cái nguồn tư liệu đó, mình đưa cho người ta. Giờ em đăng gì chị, là mình hướng dẫn mình kêu sát sàn sạc luôn trong cái ngày đầu mà họ đến với mình luôn. Mình không có cho họ lơi đi, tại vì lúc đó họ đang cảm hứng, họ đang hào hứng và thích rồi, thì mình không có lơi họ đi. Giai đó giống như là giai đoạn vàng vậy đó. Thì sau đó thì mình sẽ bám sát họ cho tới từng cái mức mà họ đạt được, cứ từng bậc rồi. Bây giờ em được 150, chị chúc mừng em rồi, vậy là em cũng lấy được cái chương trình này giống chị rồi nè. Hay là bây giờ em có 225 điểm thì em sẽ được cái gì vậy nè, trời ơi vui không. Hay là mình có thể tương tác với bạn mà xuyên suốt như vậy luôn, cho tới khi bạn đạt được cái mốc tiếp theo nữa, và cho tới hết chương trình. Và cái cuối cùng là quan trọng nữa, đó là mình bây giờ bạn lấy được rồi, nhưng nếu như mà chỉ có bạn thôi thì lại không hiệu quả. Mình phải làm sao để bạn cũng là cái người yêu sản phẩm, truyền được cái giống như mình vậy đó, nó thành một cái vòng tròn, để bạn có thể hướng dẫn được, chia sẻ được cho một cái người tiếp theo giống như mình đã chia sẻ cho bạn. Mình phải đảm bảo được cái việc đó, thì cứ như vậy sẽ nói luôn nha thành những cái mắt xích, thì nó mới có thể phát triển và tận dụng một cách hiệu quả được. Còn nếu chỉ có mình lấy, bạn lấy thì nó không hiệu quả. Đó là đối với đối tượng muốn có tiền liền. Còn đối với những người mà người ta nói giờ mình muốn tìm hiểu nó rõ hơn tôi mới làm, tôi mới thấy được cái tiềm năng công việc, thì tụi em cũng mô tả công việc cho người ta hiểu, người ta thích rồi, nhưng mà tiếp theo là làm cái gì. Thì cái hướng này thì lại không đưa đăng bài, vì những đối tượng này là người ta lại không thích bán hàng, không thích đăng bài. Tôi ngại lắm, tôi giám đốc tôi cũng lẽ đi mời. Thì tụi em sẽ bám sát vào cái chương trình khởi đầu hoàn hảo của công ty, vì đó là của tập đoàn. Một cái tập đoàn người ta đưa ra một cái chương trình, người ta cũng phải nghĩ và có lý do của nó. Nếu như mình không tận dụng thì coi như mình cũng đã không tận dụng được những chương trình mà công ty đưa ra rồi. Cho nên tụi em sẽ bám sát vào, chị bên đây có cái chương trình này, nó rất là hay luôn, và trong đó công ty chỉ rất là rõ là khi mà bạn vào công ty bạn cần phải làm gì, hướng dẫn cho bạn mở đầu như thế nào, thì mình đã đỡ được một cái công đoạn và áp dụng đúng cái chương trình khởi đầu hoàn hảo. Thì theo cái cách là dùng, chia sẻ và mời, có nghĩa là mình hướng cái người này chắc chắn sẽ có tiền, họ có trình độ, họ có sự tìm hiểu, họ có tiền, họ có thể sẵn sàng trải nghiệm ngay một cái sản phẩm nào đó, và họ
họ nhìn qua hay là thông tin ở trên công ty là họ cũng nắm được cái sản phẩm mình nó chất lượng rồi, thì sau đó thì lại tiếp tục đó là họ dùng, và mình lúc này mình sẽ theo họ để mà mình đồng hành cùng với họ, và mình cũng truyền cái cảm hứng giống như là cái giai đoạn ở phía trên, chỉ khác ở bước đầu là cái người muốn liền thì mình phải đáp ứng liền, cái người muốn tìm hiểu thì tôi phải cho bạn tìm hiểu cái gì, là nó chỉ khác nhau hai phần này. Đó là cái chính thì sẽ có những bước như vậy để mà tận dụng được chương trình của công ty. Dạ, chính còn như mọi người đã có thể nói chi tiết hơn cho mọi người. Rồi em bổ sung thêm chi tiết nha, tại vì tụi em bàn là đây là phần tổng quát. Chị Đảm nói phần tổng quát. Nói chung là nếu mà về tâm lý của một người họ tìm hiểu công việc á, thì đầu tiên họ phải biết trước, biết về công ty, biết về sản phẩm, biết về mình kinh doanh cái gì, giá trị sản phẩm mình như thế nào. Rồi cứ sau đó họ mới bắt đầu chuyển qua là thích. Họ thích xong rồi thì họ mới bắt đầu họ tin tưởng rồi họ mới quyết định là họ đặt trải nghiệm thử, hoặc là họ tham gia vào để họ làm. Rồi sau đó bắt đầu họ yêu thích cái việc họ làm và bắt đầu họ đi giới thiệu. Thì cái này thì ai cũng đã được biết rồi, các chị em. Thì em thấy khi mà mình làm việc, làm thế nào để giúp người mới tận dụng những chương trình hỗ trợ của công ty một cách hiệu quả, thì đầu tiên người bảo trợ phải nắm kỹ được chương trình. Nếu người bảo trợ không nắm thì người bảo trợ không thể nào nói chuyện với tuyến dưới của mình được. Thì mình cần phải điểm qua những cái mốc mà chương trình tháng này công ty cho mình là cái gì. Đầu tiên là đơn hàng 600 điểm BB, 600 ngàn, đầu tiên là 600 ngàn mình sẽ có được là canxi hoặc là dầu cá được mua giá giảm 50%. Cụ thể hơn là chỉ có 177 ngàn thôi. Đó, rồi cái thứ hai nữa là chương trình 150 điểm mình sẽ có quà 3 bước nè. Quà mình tăng lên là từ 3 triệu lên 4 triệu rồi mua 129 ngàn. Cụ thể hơn là 800 ngàn, 1.350, 1.850 ngàn. Thì mình phải cần nắm rõ. Rồi mua bất cứ quay nét nào thì mình được mua bột rau 125 ngàn với lại cái combo kem đánh răng 166 ngàn. Rồi 225 BB thì mình có hai sản phẩm quà BC. Giống như hồi nãy chị Đảm có nói ở chỗ này, em muốn bổ sung rõ cái ý này. Thí dụ như mình chỉ nói với một người mới là em được 225 BB, giờ em được 150 rồi đó. Em giờ được 225 BB sẽ có hai sản phẩm giảm 50%. Bạn không có miếng cảm xúc gì hết, tại bạn đâu có hiểu rõ đâu. Em chị kể em nghe này nè. Tháng rồi chị có cái quà BC đó, chị lấy hai hộp Nutrisix, cái viên dầu dưỡng em, trời ơi xài thích lắm. Em biết chị làm gì không? Một hộp là chị giữ chị dùng, một hộp là chị tặng cho mẹ của chị. Mẹ chị nói trời ơi nhỏ lớn tao có xài dưỡng da gì đâu mà đi tặng cho tao mấy cái này, trời nó rắc rối lắm. Cái xong rồi chị đè mẹ chị ra, chị làm cho một viên massage thử, thì mẹ chị nói trời xài cũng được quá ha, mềm ghê luôn á. Cái chị, mẹ chị thích và mẹ chị bắt đầu trải nghiệm và giới thiệu bạn bè của mẹ chị cái viên dầu dưỡng đó, mà bán giá nào bán giá không giảm đó. Cái thứ hai nữa là bản thân chị nè, da chị khô, cho nên trước khi mà chị đi trang điểm ngày hôm sau á, thì chị tối chị đi dưỡng một viên hôm trước thì da chị rất là mềm luôn, và chị cảm thấy ôi trang điểm nó ăn phấn, và đặc biệt bây giờ trang điểm theo kiểu mà da hơi căng bóng á, chứ không phải là bị liền hồi trước, thì mình thấy cái làn da của mình người ta rất là tự tin. Thậm chí là có những người mà họ ở trong nhà phân phối luôn nha, không trong hệ thống của em luôn, nhưng mà họ lại nhắn tin cho mình chị Như dưỡng da bằng cách nào, da chị em rất là thích. Thì bản thân nhà phân phối họ còn thích thì khách hàng họ sẽ cảm thấy thích mình, người khác họ sẽ thích mình hơn. Thì mình kể cho bạn nghe vậy, cái bạn ấn tượng với cái Nutrisix thì đảm bảo luôn là khi bạn đạt được cái quà đấy, bạn sẽ lấy hai hộp Nutrisix đó. Rồi cái 300 BB thì mình có mua được protein với lại meal replacement giảm 50%. Ví dụ như vậy thì em sẽ kể về cái câu chuyện của em, nhưng em không nói về meal replacement theo cái hướng là giảm cân, bởi vì em không có nhu cầu giảm cân, nhưng mà em có nhu cầu thay thế bữa ăn, bởi vì buổi trưa em không có đi ăn trưa, và em sẽ bỏ bột ở trong cái bình lắc sẵn em đem lên công ty, em chỉ thêm nước vào và em uống thôi. Nhưng mà mình cảm thấy rất là khỏe trong người, thì mình kể cho bạn nghe, bạn nói ừ đúng rồi đó chị, em đi làm việc nhiều khi em đau tử luôn, thì bạn có được một sản phẩm mà bạn rất là ưng ý đó. Thì nó rất là gần gũi, cụ thể, chi tiết, người ta có thể hiểu ra được. Khi mà người ta đụng ngay trường hợp đó trong cuộc sống của người ta, người ta rất là dễ để người ta nhớ sản phẩm của mình. Rồi
500 điểm BB thì mình cần sẽ có tuyển quà tuyển dụng nữa, tiền thưởng tuyển dụng, một người thì được 500.000, hai người thì được 1 triệu. Thì mình nói với bạn em tháng này em được 300 điểm BB rồi, nhưng mà chị thấy là em cũng thích có tiền thưởng giống như mấy chị nè, em gửi những cái hình mà những người mà có tiền thưởng được công ty Tuyên Dương á, em gửi một lèo qua, cái em nói em muốn được vậy không chị chỉ cho. Em gắn vô cái số tiền đó một cái ý nghĩa. Thí dụ như một tháng mình được 1 triệu thì một năm mình có 12 triệu, một năm mình sắm được 2 chỉ vàng. Em cứ thấy đi, bình thường là cuối năm mình hay ra tiền, chứ cuối năm mình đâu có được vô tiền đâu. Nhưng đặc biệt là em bỏ ống heo thì một năm em đặt cái ống heo ra em mua được 2 chỉ vàng, thì em cũng tích lũy được cho cá nhân của em. Tại vì vàng là tài sản cá nhân của em nha, đó, em cần chia cho ai. Cái thứ hai em có thể tặng cho mẹ em hoặc là một cái người nào đó em yêu quý, thì nó rất là có ý nghĩa luôn bạn đó. Trời ơi, 2 chỉ vàng luôn á chị. Bây giờ vàng nó cũng đang hiện tại, nó cũng đang có giá nữa. À, người ta rất là thích. Thì thành ra bạn sẽ rất là muốn để tận dụng được chương trình đó. Đầu tiên mình phải nắm vững, sau đó mình chia sẻ cho bạn. Rồi, về cái... em nói hết luôn hả? Mấy chị cũng nói. Em cứ nói đi. Rồi, nói chương trình rồi thì mình sẽ dạy cho bạn bán cái gì, cụ thể là bán sản phẩm gì, mỗi sản phẩm là bao nhiêu tiền luôn. Giống như nãy chị Hòa nói câu em rất là thích là không phải là mình chỉ ép bạn bán trong 3-5 sản phẩm chủ lực của mình, nhưng mình phải có định hướng cho bạn. Tại vì người mới họ là trang giấy trắng, họ đâu biết họ sẽ bắt đầu từ đâu, họ bán cái gì đâu. Thì mình cần định hướng ra. Ví dụ như tụi em xác định là omega 3 nè, canxi nè, chất xơ nè, bột rau nè. Và bên mỹ phẩm thì có kem đánh răng, dung dịch vệ sinh, đó là những cái nhu yếu phẩm, dầu gội, sữa tắm ai cũng cần. Thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái cảm nhận. Và đặc biệt nữa em thấy ví dụ như mình có thể gửi hình ảnh con của mình sử dụng, gia đình mình sử dụng sản phẩm như thế nào đó, mình gửi qua cho bạn, bạn cảm thấy ồ đúng rồi đó, ở nhà mình ai cũng thích, ai cũng cần dùng, thì mình ủng hộ cái sản phẩm công việc kinh doanh của mình. Thì bạn cũng dễ có đơn hàng đầu tiên, bạn trải nghiệm. Tại vì cái yếu tố mà dùng, chia sẻ, mời thì đầu tiên bạn phải dùng. Bạn không dùng, bạn không thể nào khởi động cái công việc được đó. Rồi bán như thế nào thì tụi em có ghi ra 5 ý luôn. Là đầu tiên bước số 1 là mình phải cảm nhận trước, mình phải cảm nhận cái sự khác biệt trước và sau khi mình sử dụng như thế nào. Ví dụ như sức khỏe của mình sao, giá tiền hàng nhập như thế nào. Cái số 2 nữa là mình phải show hình ảnh sản phẩm của mình sử dụng cho gia đình của mình nè. Rồi số 3 nữa, mình sử dụng sản phẩm đó ở nhà, mình đã có sử dụng hay chưa. Ví dụ mình phải có những câu hỏi, đặt ra những câu hỏi thông minh á. Ví dụ như em chị uống dinh dưỡng đúng không, thì mình hỏi ngược lại người ta là em có dùng dinh dưỡng ở nhà em chưa, em dùng sản phẩm nào, em dùng như thế nào, và hiệu quả sản phẩm nó đem đến cho em ra sao. Chứ không phải mình cứ ngồi mình nói một lèo của mình không có sự tương tác thì người ta sẽ cảm thấy rất là chán và người ta không có khởi đầu được với mình đó. Rồi cái số 4 là ví dụ như mình hướng dẫn là chị đặt cái sản phẩm lợi ích giống như là sao ta. Ví dụ như là bây giờ mình giới thiệu cho người ta, hôm trước là chị đã có kể câu chuyện là chị chia sẻ câu chuyện Winnet Kit của con chị. Nhưng mà chị chia sẻ Winnet Kit là bột rau nào kem đánh răng, nhưng mà khi mà người ta muốn mua thì người ta nghĩ là người ta sẽ mua rất nhiều trong đơn hàng. Nói không, em mua một hộp kit thôi, em đặt mua 3 tặng 1 kit vô đơn thôi. Thì ở cái bước số 2 em sẽ có những sản phẩm này, em có 3 hộp bột rau 245.000, em sẽ có em sẽ có cái gì kem đánh răng combo, em sẽ được mua 9 cái kem đánh răng đó. Mình phân tích ra thì người ta sẽ thấy được à, sản phẩm của mình cái tiết kiệm được tiền để khi mình sử dụng. Và mình cũng nói lại luôn, em mai mốt em cũng làm như vậy với đội nhóm của em. Cái này nó rất là quan trọng, em cũng phải làm như vậy với đội nhóm của em đó. Và cái số 5 đó là mình có câu chuyện bán hàng cho khách hàng, mình phải kể ra. Em biết không, chị xài cái kem đánh răng của Oriflame á, cái chị đi kể cho cái chị ngoài bán thịt heo ở ngoài chợ, cái chị nói gì không, trời ơi tao xài kem răng bao nhiêu loại rồi, trước đây tới giờ có loại nào trắng đâu, quảng cáo thì giữ vô. Cái chị mới đưa thử chuyển tiếp kem răng đây, chị xài thử đi, có mấy chục ngàn thôi. Cái chị xài đâu 3-4 bữa chị quay trở lại thì chị nói ê tao phải xài cũng êm nha. À, trắng thì tao chưa thấy trắng, nhưng mà tao thấy nó mảng bám nó không có giống như hồi trước, mảng bám rất là sạch luôn. Tới tối cuối ngày tao thấy cũng êm nha mày, để tao xài thử coi khoảng tuần nữa mà được cái tao mua thêm. Thì đâm ra như vậy mình kể cho họ nghe thì họ sẽ hiểu à, tôi mua một cái combo kem đánh răng đó, tôi sẽ chia sẻ cảm nhận để tôi bán được cho người khác, thì họ tự tin để họ mua. Và sau khi mà mình dạy cho họ về thứ nhất là chương trình, thứ hai là
bán sản phẩm gì, thứ ba là bán như thế nào, kỹ năng rồi đó thì mình bạn xong được cái 250 điểm mình sẽ truyền lại cho bạn cái bách kịch giống như mình, tại vì tụi em có nốt lại ở đây thì em sẽ truyền lại cho bạn và em thực hành với bạn cái cách làm. Rồi sau đó khi mà bạn một người mới bạn vào á, bạn cũng chia sẻ y chang giống như vậy, thì là vừa tuyển dụng mà vừa hướng dẫn người mới hoạt động hiệu quả, cũng như là hướng dẫn định hướng cho bạn lên chức danh bao nhiêu, thì mình phải nói cụ thể số điểm bạn cần thiếu. Bạn còn thiếu, ví dụ như bạn đang 6%, mình mới nói với bạn là em còn thiếu 600 điểm BB nữa em lên chính, thì em sẽ lên như thế nào, em cần hai người, mỗi người là 300 điểm, thì bạn rất là rõ là bạn cần biết làm gì. Còn nếu mình nói em ơi bây giờ em 600 BB nữa là em lên đó, nhưng mà mình không cụ thể, mình không cụ thể được sản phẩm chương trình cho người ta sẽ khó làm đó. Dạ em nói xong phần của em. Kính thưa chị Trang, anh Hoàng Chị Hiền cùng các leader, thì thằng các bạn chia sẻ nói chung là gần hết rồi, đang bổ sung một xíu thôi. Tức là đang thấy cái chương trình của công ty nó rất là tuyệt vời, ở các cái sản phẩm mà cơ bản như vậy các nhà phân phối mình sẽ dễ đi bán hơn. Thì cái thứ nhất là omega 3, canxi, chất xơ và cái thứ năm là bốn sản phẩm mà công ty đưa vào cái chương trình cho người mới, nó rất là tuyệt vời. Thì riêng với bản thân Lan cho đội nhóm thì để một người mới mà họ tự tin, họ tiếp nhận cái sản phẩm ưu đãi của công ty ấy, là mình phải có cái sự đào tạo về sản phẩm. Thì Lan sẽ đào tạo rồi cho họ chép bài ra nữa, tại vì cái quá trình mà họ nghe xong họ sẽ quên, và khi họ chép bài là họ sẽ cảm nhận được là cái sản phẩm mình nó sẽ khác cái gì so với thị trường. Từ cái cảm đó là họ sẽ lấy họ dùng một cách rất là hân hoan, và họ bán được sản phẩm cho người khác bằng cái sự hiểu biết của họ, chứ không phải là bán hàng bằng cách là cứ chào mời mà họ không có sự hiểu biết thì họ không bán lâu dài được. Và cái việc mà chép bài là sẽ giúp cho nhà phân phối mình sẽ xác định luôn người nào tiềm năng, người nào không tiềm năng. Cái người nào họ chịu học và chịu làm nghiêm túc thì họ sẽ là người tiềm năng và tập trung đào tạo họ. Còn người nào họ quá bận rộn họ không chép bài, hoặc là họ lười không chép, mình cũng xác định luôn đây là đối tượng mà chỉ là nhà phân phối bình thường thôi, mình không cần quá tập trung vào đào tạo họ. Thì mình sẽ tập trung vào đối tượng tiềm năng để mình phát triển công việc cho họ. Cái thứ nhất á, thì đó là mình sẽ thường xuyên đào tạo về sản phẩm chủ lực, và những sản phẩm này gọi là sản phẩm ưu đãi của công ty, mà mình cũng nói chung là mình sẽ đưa nó vào sản phẩm chủ lực luôn. Ví dụ như omega 3, tại sao mình phải dùng nó, thì Lan sẽ gửi một cái video về mạch máu để cho họ biết là nếu một người lớn mà không dùng omega 3 thì nó sẽ có nguy cơ là tắc nghẽn mạch máu, gây ra tai biến đột quỵ. Những cái trường hợp mà ngày hôm trước bình thường, ngày hôm sau đi mất tiêu rồi đó, là lý do là bị tắc nghẽn mạch máu, bị vỡ mạch máu đó. Thì họ nhận ra được cái tầm quan trọng đó. Rồi ngoài ra họ sẽ hiểu omega 3 cần cho những đối tượng nào. Từ cái sự hiểu biết cá nhân đó, họ có thể bán cho, đầu tiên là họ dùng trước và họ sẽ bán được cho mọi người. Canxi cũng vậy, mình sẽ gửi những cái sơ đồ chuyển hóa canxi, tại sao con người mình dùng cần dùng canxi đó, phải họ phải có sự hiểu biết đó trước. Rồi kem đánh răng của mình có gì khác với thị trường, thì hôm qua trong nhóm bạn có một cái bạn nói cái câu này rất là hay, đang có ghi lại qua hay nói quên mất rồi nè đó, tức là như đã nói hay gì nè đó. Mình sẽ hỏi khách hàng là hỏi ứng viên mình là em có biết là hồi xưa giờ em đã xài kem đánh răng nhập khẩu bao giờ chưa, bánh răng nước ngoài bao giờ chưa, em biết giá nó bao nhiêu không đó. Và em không, của mình là cũng là hàng nhập nước ngoài nè, nhưng mà giá rất là rẻ đó. Và bạn rồi chia sẻ công dụng ra hôm qua đã nói chi tiết rất hay mà hôm nay em đã quên nè. Em tại vì em nói tổng quan để em nói thêm một lần đó. Có nghĩa là mình hồi xưa giờ mình làm việc á, mình hay bị chủ quan từ cá nhân của mình, là mình biết sản phẩm mình tốt rồi mình cứ nói về sản phẩm tốt của mình, nhưng mình không biết được người ta đang có dùng hay không dùng. Cho nên bây giờ mình phải sửa lại cái cách của mình, là mình nói cái phần của mình sao, mà mình hỏi người ta trước là trước giờ em đã có dùng qua sản phẩm nhập khẩu nào chưa, về cái lĩnh vực gì, ví dụ chăm sóc cá nhân hay chăm sóc sức khỏe hay là cái gì đó. Thì người ta thì cũng chỉ có hai hướng, một là có hay là chưa. Có thì sao, có thì em dùng cái khoảng bao nhiêu tiền cho một tiết kem đánh răng để người ta nói, thì người ta nói là 100.000, 200.000, hoặc có những người ta không biết nhưng người ta án chừng được, em nghĩ chắc cũng phải 200 hay là em nghĩ cũng phải 100 đó. Thì em thì nói ví dụ vậy thì em nói đúng rồi đó. Nhưng trước đây chị cũng có bán thì chị biết đó là 200.000 một tiết kem đánh răng đó. Thì lúc đó người ta biết rồi, cho nên khi mình chia sẻ về sản phẩm của mình, thì sản phẩm mình là nhập, mình nói là sản phẩm kem đánh răng mà công ty mình kinh doanh, mà em sắp sổ kinh doanh cùng với chị này là cũng nhập khẩu từ châu Âu, nhưng mà cái giá của nó chỉ có 100 mấy thôi, mà nếu như mà có chương trình ưu đãi cụ thể như tháng này thì em mua với gốc của em có 50 mấy ngàn thôi
đó, mà xài thì rất là chất lượng vì chị đã trải qua cả hai sản phẩm rồi, thì người ta nghe người ta thấy uy tín liền, thì lúc đó người ta không còn vướng ở cái chỗ là sản phẩm mắc. Còn nếu như mình không, chỗ này là người ta mặc định là đồ châu Âu nghe là nó mắc rồi, hoặc là người ta cứ so lại với sản phẩm Việt Nam nhưng không có cơ sở so sánh, người ta chỉ so về giá thôi chứ không nói về chất lượng, đã xài qua đâu mà nói về chất lượng. Thì khi mà mình chia sẻ như vậy đó, thì người ta, mình sẽ dễ gợi ý cho bạn sử dụng, hoặc là dễ chốt đơn hàng với khách hàng của mình hơn. Hoặc là chị đã dùng qua sản phẩm chăm sóc da rồi em, những thương hiệu ABC gì đó, thì khoảng bao nhiêu tiền vậy chị? Một tháng thì chi trả cho cái việc chăm sóc dưỡng da của chị là bao nhiêu? Thì người ta nói 1 triệu, 2 triệu, hay là 500 ngàn, hay là 100 ngàn. Thì mình biết cái đối tượng này nó đang ở tầm nào để chị, dòng lớp mấy trời, hay dòng optimal, hay là dòng Novay với họ. Và chị có, mình phải hỏi người ta là chị cảm thấy hài lòng với những sản phẩm chị đang xài không? Người ta nói hài lòng là mình stop rồi, mình đi kiếm cái mặt hàng khác, cái loại khác để mình nói chăm sóc cá nhân chẳng hạn, hay chăm sóc sức khỏe chẳng hạn. Nhưng mà nếu người ta nói chị thấy cũng vậy hả em ơi, em có một cái giải pháp dành cho chị, thì mình gợi ý gì nó sẽ ok hơn. Chứ mình nói mình tốt 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 người ta nghe, nhưng mà trong đầu người ta đâu nói với mình, nó nhỏ này cái bé nó phải nói tốt rồi, hoặc là thôi mắc lắm thì mình cũng đâu có cơ hội để mình dùng đó. Thì cái mình cũng hiểu người ta, ta cũng hiểu mình luôn, thì nó bị hụt ở chỗ đó thì uống. Chị nói. Ủa chị đang xong chưa? Chết rồi, hết giờ rồi. Thôi em chia sẻ một chút xíu nữa thôi ha. Nãy giờ các bạn đã chia sẻ kỹ rồi, thì em chỉ chia sẻ thực tế là quá trình mà em làm việc thôi. Thì em thấy là gần đây khi mà em làm việc với lại nhà phân phối á, thì em tập trung vào cái sự sao chép nhiều hơn. Tức là khi một nhà phân phối dù mới hay là bạn cũ mà lâu không có tập trung, em cũng xem họ như người mới. Và em bắt đầu em hướng dẫn lại, em lên cái lịch làm việc cho bạn ngay từ đầu. Ví dụ như chị em muốn tập trung phát triển á, thì bây giờ chị sẽ làm việc với em một ngày khoảng 20 phút thôi, và chị làm với em 4 cái nội dung. Thì em sẽ nói rõ ra 4 cái nội dung mà em sẽ làm với bạn. Ví dụ nội dung đầu tiên em sẽ giúp cho bạn nắm rõ về cái cơ hội Oriflame, thì nó đây là cái công việc như thế nào, và cái thu nhập mình đến từ đâu, và công ty như thế nào, sản phẩm ra sao. Em chỉ hướng dẫn cho bạn ngắn gọn thôi, nhưng mà khoảng 20 phút. Và trước khi em gửi, em sẽ gửi cái video mà anh Hải đào tạo á trước cho họ xem trước. Và sau đó em chỉ tóm lại và em chỉ chốt lại cái vấn đề nội dung thôi, cho nên thời gian nó rất là ngắn. Cái thứ hai á, là em sẽ hướng dẫn đến cho họ là về cái phần quyền lợi á, thì em cũng gửi cái video của anh Hải luôn. Nhưng mà em chỉ chốt lại cho họ sâu đúng một cái hình là 10 quyền lợi Oriflame thôi. Và trong 10 quyền lợi đó thì nếu em chỉ tập trung em bán lẻ thôi thì em chỉ sẽ nhận được cái 2 đến 3 cái quyền lợi đầu tiên thôi. Nhưng mà nếu như em tập trung vào cái việc mà chị sẽ hướng dẫn em cái cách phát triển cái hệ thống kinh doanh cùng với Oriflame, thì em có thể nhận được tới 10 cái quyền lợi phía sau. Đó, thì khi mà em chia sẻ như vậy thì em thấy là các bạn bắt đầu cảm thấy thích cái cơ hội này, bởi vì đa số mọi người đều đến với công việc này họ mới nghĩ lắm, họ không có biết cơ hội là cái gì hết á. Cho nên đó là bằng cái việc mình truyền cảm hứng từ bước 1 cho tới các bước sau luôn, thì lúc nào cũng nói đến cái việc mà xây dựng hệ thống, phát triển hệ thống hết. Rồi sau khi mà họ nắm được cái quyền lợi rồi thì em sẽ hướng dẫn đến cách bán. Thì đến cái cách bán hàng á thì em cũng show ra, cũng y chang vậy, cũng sẽ hỏi anh Hải là tháng này anh Hải tập trung cái sản phẩm chủ lực nào. Em sẽ show ra những sản phẩm đó, em sẽ chia sẻ qua một lượt cho bạn, xong rồi em mới nói với bạn là bây giờ sau khi mà em nghe chị chia sẻ thực tế về sản phẩm thì em thấy rằng cái sản phẩm nào là sản phẩm em thấy thích kinh doanh khởi động với Oriflame trước, thì bạn sẽ thích tầm khoảng 3 sản phẩm. Trung bình là bạn sẽ thích tầm khoảng 3 sản phẩm. Bạn biết là cái bạn đó bạn sẽ đang thích cái dòng sản phẩm nào, thì mình sẽ định hướng mình tập trung cái sản phẩm đó. Thì khi mà em thấy là bạn thích cái dòng sản phẩm đó thì em có thể mở rộng ra bằng cách là em sẽ chỉ bạn là đây là cái website của công ty nè. Thường là em sẽ mở Zoom em làm việc với bạn luôn. Em show màn hình và em chia sẻ website của công ty. Đây có những cái dòng sản phẩm như thế này đó. Và nếu như em thấy họ tập trung vào cái dòng wellness thì em sẽ show đây công ty có cái chương trình huấn luyện wellness rất là hay. Cái huấn luyện đó mỗi video chỉ có 5 phút thôi mọi người. Cái bên có đó với lại bạn. Không có liên quan thì hết bạn rồi chị ạ. Không, ý là Thủy điện thoại đen. Mày có lời này ngồi rồi. Hai bên. Không, chị báo. Không, chị ngủ Thủy đó.
rồi chị ơi. Không có lý do này sáng nghỉ hả? Nghỉ mà rang á là anh với là chị Trâm là chịu phạt. Đúng rồi. Không có người ở giữa. Rồi là nó video nè, điện thoại Thủy Rang. Thủy này đang ngồi đây nhảy quanh đây. Rồi nói tiếp nha. Con gì vậy chị? Nãy mình nói gì hết. Em còn xếp một con lời. Áo ba người mới làm chịu. Sau khi mà em hướng dẫn như vậy á, và đến cái phần mà quà ưu đãi là em sẽ tính cho bạn cụ thể trên sản phẩm bạn thích kinh doanh. Ví dụ như bạn thích bán nước vệ sinh thì em sẽ tính ra em bán 10 chai nước vệ sinh, em bán bao nhiêu set kem đánh răng, em bán bao nhiêu hộp kit thì em sẽ đạt được cái chương trình quà của công ty luôn. Tức là tính cụ thể như vậy cho bạn luôn. Và em nói bạn là lập danh sách mối quan hệ ra, sau đó em sẽ tính là cái khách này em bán cái gì, khách này em bán cái gì, thì mỗi khách hàng em sẽ chọn ra khoảng 1 đến 3 sản phẩm chủ lực mà em sẽ bán luôn. Rồi chị sẽ tập trung hướng dẫn cùng với bạn. Thì em muốn là bạn biết được lộ trình bạn làm, và nói chung là bạn hệ thống cái quy trình ngay từ đầu luôn, thì sau đó bạn sao chép nó sẽ dễ hơn. Rồi đó là cái cách về thiết lập cái lịch làm việc với lại cái kế hoạch để cho bạn phát triển trong Oriflame ngay từ đầu. Cái thứ hai là bạn nào mà ở chi nhánh Hồ Chí Minh đó, thì em sẽ hẹn bạn lên công ty. Em sẽ tận dụng các chương trình offline như chương trình Manager Bootcamp hoặc là chương trình những cái chương trình LC ấy. Thì hôm rồi em cũng mời các bạn mới lên, các bạn đều rất là thích cái cơ hội của mình, cho nên mình phải biết tận dụng cái đó. Cái thứ ba là đội nhóm em sáng 5 giờ sáng thì sẽ đọc sách dinh dưỡng học thức truyền với lại sách GoPro cùng với nhau. Thì cái 2 ngày sẽ đọc sách dinh dưỡng, 2 ngày đọc về sách MLM, và 1 ngày là chủ đề tự do. Đó thì để em giúp các bạn phát triển về quy trình lẫn mà về cái tư duy cũng như cái kiến thức của các bạn lâu dài. Đó là cái cách quen.